Chúng ta có cảm Phật Bồ Tát có ứng Niệm một có Phật hiệu Công đức vô lượng vô biên Người niệm Phật Như chúng ta không biết Niệm mười mấy năm Niệm hết một đời Dường như chẳng được, được công đức gì nguyên nhân ở chỗ nào nguyên nhân là do chúng ta không hiểu gì về cầu danh hiệu này không hề biết danh hiệu có đức năng vô cùng lớn không hiểu được chúng ta niệm Phật cái tâm dùng để niệm danh hiệu này là tâm tán loạn Niệm Phật tùy hứng Trong đó không có lòng chân thành Không có lòng cung kính Đương nhiên tâm chúng ta cũng chẳng có sự thanh tịnh Cũng không bình đẳng Thậm chí ngay cả thập thiện Tâm chúng ta cũng không có Niệm có Phật hiệu Niệm không hề sai Nhưng công đức chiếu cảm được chỉ có hạn Chứ không phải Vô lượng Nếu chúng ta dùng chân tâm Chân tâm không có vọng niệm Không có tạp niệm Chúng ta dùng tâm chân thành Dùng tâm thanh tịnh Dùng tâm cung kính Niệm có Phật hiệu này Sẽ hoàn toàn khác hẳn Thật có cảm ứng Thầy Ngộ Hoàng Gửi tôi xem một bản tư liệu Một đứa bé 13 tuổi Niệm Phật vãng sanh Đứa trẻ này vướng phải căn bệnh nặng Cả nhà chẳng ai tin vào tôn giáo Bị bệnh nặng là bệnh ung thư di căn rồi bệnh viện nói với mọi người trong nhà đứa bé đó chỉ còn sống được một hai tháng lúc đó họ lại gặp được vài người bạn học phật khuyên họ hãy buông bỏ trị liệu đến đạo tràng ở rồi niệm phật cháu bé cũng đồng ý ở đó nghe kinh bộ kinh này giới thiệu Tây phương thế giới cực là cháu nghe hiểu Càng nghe càng hoan hỷ Thật sự chịu ăn chay Cảm động cả cha mẹ Cả nhà đều học Phật Quả thật 60 ngày Bạn xem Từ lúc nghe được Phật phá Rồi tin nhận làm theo Tổng cộng là 60 ngày Thật vậy, A Di Đà Phật đến tiếp dẫn cháu đến thế giới cực lạc. Bệnh ung thư là căn bệnh rất thống khổ. Sau mấy ngày này, tuy trong người có bệnh, nhưng cháu bé không hề đau đớn. Bác sĩ bảo cháu uống thuốc giảm đau, cũng không còn cách nào khác, không thể không uống. Về sau không uống, không chích thuốc giảm đau. Sau mấy ngày này cháu không uống thuốc, cũng không chích thuốc. Nhưng mỗi ngày đều vui vẻ hoan hỷ Cùng với mọi người niệm Phật Thật sự niệm được a di đà Phật đến Vạn xanh rồi Đứa bé này rất thông minh Lúc ra đi Không để cho cha mẹ Chị gái Và một số anh chị em đến xem chỉ để bạn bè học phật giúp cháu trợ niệm cùng cháu niệm phật vì sao phải làm vậy vì sợ thấy mà sẽ động tâm vậy thì không thể vãng sanh được đây là cách làm vô cùng thông minh vạn xanh được một hai ngày người nhà đến thăm cháu lúc thấy cháu toàn thân đều mềm mại gương mặt như lúc còn sống Đứa bé này cũng là vì chúng ta thì hiện nói với chúng ta vãng sanh không khó. Chỉ cần dùng chân tâm. Đối với thế gian này không được có chút lưu luyến nào. Có mấy mây lưu luyến sẽ trở thành chướng ngại. Tuyệt đối không phải a di đà Phật không từ bi. Chúng ta phải biết a di đà Phật không lúc nào không có không nơi nào không có, vì sao? Ngài là pháp thần. Pháp thần ở khắp mọi nơi.